Lại tiếp tục quay test tiếp một cục dàn của hãng Sony. Cục này thì nó quá nổi tiếng rồi. Có là cục CMT-M3. Đây là một cục dàn rất là đình đám trong cái phân khúc các cái cục loa cỏ của cái dàn mini nhá. Với cái tính năng chỉnh equalizer và tính năng super bass, cho nên là nó cho ra cái chất âm cực kỳ là hay. Đặc biệt anh em nào mà đang bị hỏng cục mà muốn mua cái cục về để thay thế cho cái loa M3 của mình thì quá là tuyệt vời luôn với cục này. Tình trạng hiện tại em báo luôn cục này là CD có chạy mà đây không chạy. Đấy, AUX thì đương nhiên là có chạy rồi. Đó. Còn cách chỉnh equalizer thì bây giờ em cũng sẽ hướng dẫn các bác luôn cách chỉnh nhá. Nếu các bác nào mà sử dụng mà chưa biết cái tính năng đó thì các bác có thể tham khảo nhá. Các bạn biết rồi thì thôi, bỏ qua. Đây em sẽ hướng dẫn luôn các bác cái cách chỉnh nhá. Đầu tiên em đổi cái màu màn hình đã, cái màu màn hình này nhìn nó rực quá cho nên là nhìn chữ nó không được rõ. Đấy, em sẽ đổi cái màu màn hình khác. Em để màu này đi, cho nhẹ nhẹ nhàng đi. Để xem màu nào hợp lý nhất để chữ nổi nhất em để. Đây, để màu này nhá. Đấy, màu xanh này đi, ok nhá. Đấy. Rồi, đầu tiên các bác ấn nút setup chưa? Bước thứ nhất ấn setup. Bước thứ hai bác lăn cái này. Lăn làm sao cho xuống cái dòng nó có cái chữ là sâu. Chớp chớp chữ sâu em là enter này, ấn enter này. Tiếp tục lăn tiếp vào dòng có chữ EAQ là viết tắt của equalizer. Enter một lần nữa. Đấy. Mặc định của nó sẽ là cái này, flat này. Thì dàn này thường em thấy nghe hay nhất ở cái rock. Rock là bass check lên rất đều là nghe hay. Hoặc là pop cũng tương đối. Đấy, ra cũng được. Đấy, còn voice cơ là cái chế độ mà tăng lời nhá. Đấy, anh em thích nghe lời anh em để voice cơ. Còn bình thường em để rock đi, enter là xong. Đấy. Khi anh em tắt nguồn và không rút điện nhá thì là nó vẫn nhớ. Còn khi anh em tắt nguồn và rút điện thì nó sẽ lại quên và nó sẽ phải cài đặt lại đầu khi anh em mở lại chơi. Nhưng anh em chỉ cần tắt nguồn lên và anh em không rút điện thì nó vẫn nhớ là sao anh em chơi, anh em không cần phải chỉnh lại nữa. Đó. Rồi. Em sẽ test luôn cái đĩa CD của nó nhé. Em sẽ test một cái đĩa chợ. Đĩa cỏ thôi. Đấy, đọc luôn cho anh em nhé. Ui, bát đánh rất uy lực luôn. Công suất cục dàn này là 48-50 chờ em đi nhé. Công suất cục dàn này là 50W điện. Đấy. Cục dàn này rất khỏe, nó có thể đánh cái cặp loa bass 13 trở xuống nhé. Công suất khoảng 100W trở xuống là đánh ok. Trên 100W vẫn chơi được. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi yếu, hơi nặng một chút xíu. Đó. CD anh em ở đây. Rồi, còn băng thì em không test. Băng ít người chơi lắm rồi em không test băng nữa, mà cũng không có băng để test luôn anh em ạ. Đây anh em chơi audio ấy. Em ở đây nhá, chơi điện thoại ở đây. Đấy. Cục này thì thực sự anh em rất đáng để chơi cái dòng M3 này. Đấy, bởi vì là cái chất âm rất là hay, nó cho ra cái tiếng cực kỳ hay. Rồi với cục dàn CMT M3 với tình trạng như thế này, em quay qua hình thức đã. Có xuất sát nhẹ rồi chuyển nha anh em nhé. Cái thứ hai em có thể sơn lại nó đẹp được, nhưng em cứ để nó nguyên bản. Đấy. Anh em thích đẹp em có thể sơn luôn cho anh em cũng được. Tuy nhiên thì em bán em vẫn để nguyên bản. Đấy, xuất sát rồi nhá. Cái này phủ một lớp sơn, mua một lọ sơn 25.000 xịt qua là đảm bảo là như mới ngay. Như em có để tình trạng nguyên bản cho anh em. Được. Không ai quá ảnh hưởng gì cả. Rồi. Với cái cục CMT M3 với tình trạng như thế này thì hiện tại là Trung Kiên Audio đang bán cũng là thanh lý luôn cho anh em để bọn em dọn kho để nhập hàng mới. Thì cái cục này em bán với giá là 630.000 thôi. Rồi ok anh em, 630.000. Giá bán chưa bao gồm phí ship và chưa bao gồm đổi nguồn. Đấy. Anh em có nhu cầu mua thêm đổi điện thì thêm cho em 100.000 thôi. Bằng giá em nhập thôi, em không bán lợi nhuận cái đổi nguồn. Đấy, còn nếu anh em có đổi nguồn rồi thì anh em mua 630.000 chưa bao ship, chưa bao đổi nguồn. Anh em mua hàng liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số Zalo là 0975 575 262. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh em.